Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taigo. Hiện nay đối với nhiều anh em thợ rửa xe ấy, khi mà sử dụng những cái máy rửa xe có áp như thế này, nếu như mà muốn sạch xe thì phải sử dụng luân phiên các loại đầu áp mà đi cùng với máy này. Ví dụ như là khi mà các bạn rửa bánh xe thì có thể sử dụng cái đầu bét không độ hoặc là gầm xe. Còn khi mà thân xe mà quá bẩn ấy, thì các bạn sử dụng cái đầu bét 15 độ. Còn khi mà thân xe đỡ bẩn hơn thì các bạn có thể sử dụng cái đầu bét 25 hoặc là 40 độ. Thường thì chúng tôi nhận thấy rằng là trong rất là nhiều những cái tiệm rửa xe, anh em ngại thay đầu bét cho nên là hay sử dụng cái đầu bét 25 độ rất là nhiều. Chính vì cái sự mà mất thời gian mỗi khi mà phải thay đầu bét như vậy ấy. Tại vì mỗi khi mà thay đầu bét như vậy thì thường là phải ngắt điện, sau đấy thì xả áp của cái súng này ra, rồi mới bắt đầu tháo cái đầu bét cũ ra và lắp cái đầu bét mới vào. Thế thì để mà giải quyết được cái vấn đề này ấy, chúng tôi đưa ra cho các bạn một cái giải pháp rất là tuyệt vời, đó là sử dụng một cái đầu bét 5 trong 1, từ 0 độ, 15 độ, 25 độ, 40 độ và 65 độ. Tất cả đó đều nằm trên một cái đầu bét này. Vậy thì cái đầu bét 5 trong 1 này nó có những cái tính năng, những cái ưu điểm gì để có thể giúp cho cái việc rửa xe được tiện lợi hơn? Thì chúng ta cùng theo dõi video nhé. Thì sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn về những cái đặc điểm tính năng của cái đầu bét 5 trong 1 này. Cái đầu tiên, một cái ưu điểm rất là nổi bật của nó mà như các bạn đang nhìn thấy, đó là nó tổng hợp tất cả các cái đầu bét với 0 độ, 15 độ, 25 độ, 40 độ và 65 độ trên một cái đầu bét. Cái đặc điểm tính năng thứ hai của cái đầu bét 5 trong 1 này, đó là nó có thể thay đổi cái đầu bét khác một cách dễ dàng, bằng cách đó là dừng cò súng lại, sau đấy thì di chuyển cái đầu này các bạn này, di chuyển cái đầu này từ trái sang phải thì có thể thay đổi được cái đầu bét. Cái đặc điểm tính năng thứ ba, đó là cái đầu kết nối này, nó được làm bằng đuôi chuột 13. Chính vì vậy mà có thể gắn vào cái ổ bi 13 của các cái súng, dù là súng dài hay là súng ngắn, một cách rất là dễ dàng. Đây các bạn có thể thấy. Và cái đuôi chuột này nó được làm bằng inox này, cho nên là nó có khả năng chống gỉ và chống mài mòn cũng rất là tốt. Cái thứ tư, đó là trên cái đầu bét 5 trong 1 này, các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó ghi 0 độ, 15 độ, 25 độ, 40 độ và 60 độ. Cùng với những cái ký hiệu về cái dòng phun ra rất là rõ ràng và trực quan. Và cái đặc điểm tính năng cuối cùng, đó là cái lớp vỏ ngoài này nó được bọc bằng một lớp nhựa PVC rất là cứng và rất là bền, để mà bảo vệ được cái lõi phía bên trong. Đây là 0 độ các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang 15 độ này. Và bây giờ mình chuyển sang 25 độ này. Đây các bạn nhìn đây này. Hai mươi lăm độ thì mình có thể phun được thân xe này. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang cái đầu 40 độ này các bạn nhá. Đây, cái này này, 40 độ. Và bây giờ mình chuyển về đầu 65 độ này các bạn này. Đấy, đã phun ra cái dòng rất là to và không mạnh. Còn bây giờ tôi sẽ thử trên súng dài để các bạn thấy nhá. Cũng là cái đầu 13 và cái đầu nối nhanh 13 thôi, mình lắp vào cũng rất là dễ dàng. Đấy, súng dài thì cũng vẫn thao tác như bình thường thôi. Đây là đang 65 độ này. Và bây giờ mình sẽ chuyển về 40 độ này các bạn này. Và bây giờ mình chuyển về 25 độ.
chuyển về 15 độ. Và mình chuyển về 0 độ. Đầu bét phun rửa xe 5 trong 1 này, thì thay vì các bạn phải sử dụng từng cái đầu bét này để mà thay vào trong cái quá trình mà mình rửa xe, thì bây giờ các bạn có thể sử dụng cái đầu bét 5 trong 1 này để có thể sử dụng. Nó có những cái ưu điểm mà như tôi vừa nói với các bạn, đó là nó không phải mất thời gian của người thợ khi mà phải thay cái đầu bét này. Và có một cái điểm mà cũng rất là nổi bật nữa, đó là nó hạn chế cái tình trạng hỏng phốt khi mà với nhiều người ấy, tắt máy, không tắt máy, chỉ cần ngắt súng xong rồi sẽ thay luôn đầu bét. Thì khi mà sử dụng máy trong những cái trường hợp như vậy ấy, cái áp của nó nén lại và nó dẫn đến cái tình trạng đó là nhanh hỏng phốt nước hoặc là phốt dầu. Các bạn khi xem video nếu như còn những vấn đề gì thắc mắc, có thể gọi điện hoặc nhắn tin Zalo cho cái số hotline ở phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể comment gọi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi, để nhân viên của Taiko sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video nếu như thấy hay và hữu ích, hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thật là thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.